đạo hiện đời. Ta là đạo quân này, ta đây, ta nghe biết nè, ta ở Đức nè. Sao hôm nay chị không không, ta là đạo quân này, ta đang ở trên nồi đây. Hôm nay tại sao chị Út nấu cơm trễ thế? Đây nè, bà quay qua đây, biết nè, ta ở Đức nè, ta ở Đức, ta ở Đức. Bà Út, ta ở Đức đây, ta ở Đức đây. Sao hôm nay bà nấu cơm trễ vậy? Hôm nay sao bà không nấu cơm sớm mà giờ này bà mới nấu? Bà là ông táo đây, bà nấu cơm trễ như vậy thì phải cho ta nghỉ ngơi chứ. Giờ này bà mới nổi bếp thì làm sao mà tao nghỉ ngơi được? Nhưng mà bây giờ là đêm rồi, ta phải thức xem sao bà Út. Bà nấu cơm giờ này bà làm gì cả ngày nay? Bà làm gì? Tôi là táo quân. Mà chú đó thì chú cũng có chút cho mà chú chờ ở trên nội có tôi.
Bà thức không? Đúng rồi. Đúng rồi. Quay quay. Bà còn nhớ chú đã tên gì không Bảo? Thì chú đó rồi đang gặp tôi thì chú quay quay. Biết. Tôi đâu có xài. Nhưng mà chú đó có làm tiền bà không hay là bà cũng thương chú đó? Vậy là tốt rồi, ta cứ sợ chú đó lại có những điều vô phép với bà đó chứ. Chú đó có lễ phép với bà không? Thì hồi ban đầu chú đó là chú lại không chắc. Chú cũng lễ phép lắm. Rồi chú đến nhà tôi, chú cũng lo lắm. Về nhà học lắm, thì chú cũng trọng ơn chú. Bây giờ ta báo cho bà một cái tin quan trọng về chú đó. Chú đó đã mất vì bệnh COVID rồi. Kính thưa quý vị, Lê Thanh Thiện đang có mặt tại nhà dì Út. Lê Thanh Thiện đang tạo một cái buổi gặp bất ngờ đối với dì Út. Thì Lê Thanh Thiện cũng muốn rằng xem thử coi dì khi đón nhận một thông tin dữ về một người cháu mà dì đã coi là cháu là Lê Thanh Thiện không may đã mất như thế nào. Và quý vị sẽ nghe được cái cảm xúc của dì Út ra sao nha quý vị. Đây, ngoài trời bây giờ là đang rất là tối rồi. Thì Lê Thiện đang bí mật để ghi hình. Khỏe không? Ủa,
Ủa chị ở đâu chị rút đèn vậy? Ta là tiên trên trần xuống đây. Ta đã nghe những lời của bà chia sẻ. Ta rất chị thương ơi, chị bà. Này chị nào đây? Tôi tốn đâu bà chủ. Không, ta là trên trời xuống đây. Giờ này bà ăn cơm chưa? Mà bà buồn như vậy, bà Út ơi. Hả? Bà ăn cơm chưa? Một cái chị nào thì đâu mất việc rồi, phải bà chủ không? Mới lần coi cái chị nào vô đốt đèn nhà tôi thì đi mất rồi. Ông không nấu cơm cho con nữa. Ông tao thì ngủ mơ giờ không nấu cơm cho con nữa. Giờ cơm đâu hả? Chỉ một tay quá mơ giờ không nấu cơm ơi. Chị lượm dây chai rồi chị. Lặt dây chai rồi chị. Chị tệ quá mà. Ngồi chị con gái chị giỏi lắm. Chị già chị giỡn mà. Con mơ nhà không nấu ăn. Chị là biến quá mà. Ngồi đó má đẻ mà. Chị má có giận. Má nói con lớn lên tới tuổi già. Việc làm ăn con phải làm riêng mình làm tiếng. Ngày sau giờ chị làm miếng đó. Bao giờ cũng nấu cơm nấu gì ăn nhớ. Dạ chị hư quá mà. Nấu cơm bữa nào có khét. Rồi đã 8 tuổi nấu cơm mà nấu có khét. Thì dài dài nấu bữa nào có khét. Tại vì hồi đó nồi nhôm nấu khét. Nấu thừa là dạ. Bà chủ hôm nay bà chơi giấc mắt rồi bà chú bà đốt đèn bà dội tôi rồi bà chạy đi mất. Hôm nay tôi mét mát rồi chẳng coi. Nhà chị nấu canh, nấu cơm cho con ăn. Chị một chị tệ quá mà. Mời nhà chị không nấu cơm cho con ăn. Mời cho tôi ăn có mấy muỗng cùng ngồi thôi là chẳng đét thôi. Nồi ơi, nồi hỏi là nồi. Mũi ướt lửa cũng cháy gì nội cháy gì khổ ơi là khổ nội ơi là nội. Nội ơi nội hỏi là nội.
giao câu mà luộc nó mày. Làm sao mà bị mẹ la, làm tiếp bị mẹ la, làm chiêng là cơm do ba nước lão dê ba lần, làm chiêng nữa khen, còn làm tiếp cơm do một nước thì lão do một lần làm tiếp bị mẹ la. Về thăm má có phút ba tuần đò. Má ơi con đã có chồng. Cám cảnh rồi. Có chồng quá má ơi. Cám cảnh cho chồng của má. Có chồng quá má ơi. Chim bay về núi tối rồi. Đi lấy gạo bên nồi nấu cơm. Giờ chiều lưỡi cháy cơm sôi. Kéo kêu con khóc với chồng ngồi khoanh tay chẹt đét ơi. Không mặc phụ hết ngồi khoanh tay còn la. Má mày không lắm đi cho. Làm gì có biết để ta tao lừa mày á.
này đã chưa dẫn mặt qua. Giờ đó coi có lần coi. Bà chú bà làm gì vậy? Chắc phải chứ ai. Mà thấy tôi trộm qua bóng có mà quậy dữ vậy đó bà chủ. Dạ, dạ, lên bà con. Tôi có giỡn với bà nha bà chủ. Canh bầu canh gì có canh à. Canh gì cũng được miễn có canh à. Dễ ăn câu bệnh ký bệnh câu danh cua chân cơ bánh cơm thăm canh gì cũng được câu bệnh là canh bầu ký bệnh là canh bí câu danh là canh dao cua chân là canh chua cay phân là canh khoai cơm thăng là canh thơm chẳng dạ, đắt thôi canh nào cũng được hết miễn có rồi giờ sáng nay chị đi chợ đi còn có 2-3 bữa nữa tết rồi còn có 3 bữa nữa nay là 25-26 gì rồi đi chợ mua đồ lần lần để tới chừng đó cận quá mua không kịp. Và cần nhất là chị mua cái giấm sủ. Giấm sủ ngoài chợ đâu có bán rồi chị phải vô trong tiệm chạch mua mới có. Tại hồi đó thì trong mau tới Tết dựng niêu ăn chè. Còn giờ đâu có dựng niêu phải mua cái giấm sủ về treo đi. Thank you.
nóng trên bầu. Ta là Táo Quân đây, ta là Táo Quân đây, ta đây, ta nghe biết nè, ta ở biết nè. Sao hôm nay chị không không, ta là Táo Quân đây, ta đang ở trên nồi đây. Hôm nay tại sao chị Út nấu cơm trễ thế? Đây nè, bà quay qua đây, biết nè, ta ở biết nè, ta ở biết. Ta ở bếp, bà Út, ta ở bếp đây, ta ở bếp đây. Sao hôm nay bà nấu cơm trễ vậy? Dạ bác ơi, chú nào vậy? Hôm nay sao bà không nấu cơm sớm mà giờ này bà mới nấu? Dạ ơi, ông Táo ông ngủ buồn nấu gì? Ta là ông Táo đây. Bà nấu cơm trễ như vậy thì phải cho ta nghỉ ngơi chứ. Giờ này bà mới nổi bếp thì làm sao mà tao nghỉ ngơi được? Chứ không muốn ngơi được, đó ơi, đất ơi. Nhưng mà bây giờ là đêm rồi, ta phải thức say sao bà Út. Bà nấu cơm giờ này bà làm gì cả ngày nay? Đi làm đi chay, có làm gì đâu. Bà làm gì? Táo Quân là ai rồi chú? Chú tổ của bà chủ. Tôi là Táo Quân. Quán ức vậy bà Út? Bà có thể chia sẻ với Táo Quân không? À. Thì tôi nấu cơm vậy thôi, tôi có biết làm gì giờ. Nhưng mà khi nãy ta nghe bà than, kẻ nào tiểu nhân hại đời, có không bà? Thì tôi nhớ là chuyện nghe chuyện nọ vậy thôi. Có đúng như vậy không? Thì đúng vậy. Rồi kẻ nào đã không đưa tiền của nhà nước trợ cấp cho bà, kẻ nào? Kẻ đó thì đi tù vậy. Có đúng như vậy không? Thành Phật rồi. Tại sao nó ác mà nó thành Phật bà? Chú là ở đâu mà chú là đây? Chú tưởng bà chủ nãy giờ, chú tưởng bà chủ. Thôi là ông Táo đây. Ông Táo này ông Táo gì? Hai ông Táo là một ông gì? À là ông Táo một đây. Ông Táo dưới bếp là khác. Ông Táo thợ trên trần. Tôi là ông Táo dưới bếp đây. Ông Táo dưới bếp là thần Táo, là ngũ Táo. Còn ông Táo thợ trên trần là thần Táo. Bà vừa nổi bếp lên là ta nóng thì ông Táo trên trần mới về tâu một hoàng là với trần gian nay làm dây chay. Ông Táo dưới bếp thì nó cho tôi ăn. Ta là ông Táo dưới bếp đây. Lúc nào ta cũng cận kề với bà đây bố. Bà đúng là một bà lão rất là hiền lành và sống có đạo đức đó bà Út ơi. Dạ ơi, tôi có tu đâu mà đạo đức. Bà không tu ở chùa, nhưng bà tu ở tấm lòng, bà tu ở đức nhân của bà. Thì cái bản tính tôi vậy thôi, chứ tôi có tu gì đâu. Ta nghe bà nói, bà rất ghét những kẻ mà kêu bà lại cho nè, lấy đi, đúng không bà? Tôi cho thì tùy theo chuyện. Tôi thường nói cái câu này nè, từ tâm lý. Cái ơn nghĩa nó khác, cái thảo ăn nó khác, cái vô thiên. Nhưng mà những kẻ ngoài đường
không tôn trọng bà, cho bà mà nhớ những lời lẽ không có đạo đức, không có lễ phép thì bà ghét lắm đúng không bố? Coi như cũng buồn buồn. Còn cái chú gì mà hay quay phim bà nói cho bà đó, bà còn nhớ không? Cái chú đó hả? Lâu lắm rồi chú không có sáng. Chắc chú cũng bận việc gì đó, thì cô cũng để nhớ vậy chứ. Nhưng mà chú đó có làm phiền bà hay không? Thì ví dụ như thì cũng có được có thành. Nhưng mà nói chung lại là bà có thương chú đó hay không, hay là bà rất là buồn chú đó? Cũng như không như vậy ha. Cũng như chú đó thì chú cũng có giúp cho mà mã thì trà ở trên nội có tôi thì cũng cái ơn cô cũng trọng vậy. Nhưng mà chú đó tên gì bà nhớ không? Chú đó hả? Chú đó quay quay gì đó. Bà còn nhớ chú đó tên gì không bà Út? Thì chú đó được đến mà gặp tôi thì chú quay quay gì đó. Biết tôi đâu có xài điện thoại. Nhưng mà chú đó có làm phiền bà không, hay là bà cũng thương chú đó? Thì cái nhân nghĩa chú đó cũng có, đối với tôi thì tôi cũng quý trọng. Vậy là tốt rồi, ta cứ sợ chú đó lại có những điều vô phép với bà đó chứ. Chú đó có lễ phép với bà không? Thì hồi ban đầu chú đó là chú này đúng giác. Chú cũng lễ phép lắm. Rồi chú đến nhà tôi, chú cũng lo lắng. Thì kia nhà cực nhọc lắm, thì tôi cũng trọng ơn chú. Bây giờ ta báo cho bà một cái tin quan trọng về chú đó. Chú đó đã mất vì bệnh Covid rồi, bà có biết hay không? Bệnh gì? Chú đó bệnh Covid và đã mất rồi. Làm gì? Cái chú mà hay giúp bà mà bà mới nói đó. Chú đã không còn nữa, chú đã chết rồi vì chú bị bệnh Covid. Bệnh gì tôi đâu có biết. Bệnh Covid đó bà biết không? Không. Bệnh mà Sài Gòn mấy năm trước là phong tỏ hết, không cho ai ra đường đó, là bệnh đó. Tôi nghe người ta nói cũng hiểu, tại vì tôi dốt luôn. Nói chung là chú đó đã chết rồi. Ủa chú sao chú chết đi? Chú bệnh. Chú bệnh lâu mau rồi chú chết. Chú bệnh đúng 1 tháng 22 ngày. Rồi bây giờ cậu ở gần chú đó không mà chú ở gần cậu đó không mà chị biết hay tôi vậy? Là ông Táo đây, tôi biết hết tất cả mọi chuyện. Út ơi, chú đó là chú thân thiện đúng không? Thân thiện mà có một người dì chính đó, là mẹ chú đó, Út có nhớ không? Vậy hả? Bây giờ chú đó mất rồi. Chú đó mất rồi dạ. Nghiệp quá. Giờ chị Chính ở với ai? Chị Chính bây giờ đưa vô dưỡng diễn lão rồi. Hồi đó tôi có nói với chú đó là cho tôi biết chị Chính, mà chú không có cho tôi biết vậy giờ. Thôi không biết nữa. Bây giờ bà nghe chú đó mất rồi thì bà như thế nào bà Út ơi? Chú đó mất hồi nào? Chú mất hồi tháng 10 năm vừa nãy nè, tháng 10. Tháng 10 nè, tháng 10 mấy? Tháng 12. Là mấy tháng rồi? 2 tháng rồi. Giờ cô chú có vợ con gì không? Chú có một vợ một con. Giờ vợ con chú ở nhà về quê luôn rồi. Mà bà còn nhớ chú đó không? Nhắc thì nhớ chứ cũng quên.
đây lớn quá rồi. Dạ. Bà có thương chú đó hay không khi nghe chú đó chết? Cũng nha. Người nhân nghĩa đạo đức thì tôi cũng thương, cũng trọng. Thương là thương quý. Nhưng mà một điều rất là thương tâm rằng trước khi chết chú đã gửi lại cho tôi số tiền 21 triệu và dặn tôi rằng một ngày nào đó sẽ xuống nhà đưa cho bà Út, vì số tiền đó là chú vẫn giữ để lo cho bà Út sau này trăm tuổi già. Vậy mà chú không sống được đến ngày đó mà chú đã chết sớm hơn bà rồi, và tôi sẽ là người giữ số tiền 21 triệu đó đây. Vậy thôi tôi gửi lại để việc gì cho chú đó đi. Không được, không được. Tôi đã hứa với người đã khuất rồi là tôi phải làm cho đúng với người đã khuất. Tôi không thể nào làm khác được. Bà ơi, bà thương tôi nha. Nếu không được thì chú ấy sẽ không bao giờ nhắm mắt được đâu bà Út ơi. Không nhắm mắt thì chú sống. Tại nãy chú nói chú chết, bây giờ chú chết. Chú không nhắm mắt là chú sống. Nhưng mà chú đó đã mất rồi. Và tôi hứa rằng một ngày nào đó tôi sẽ xuống đây, tôi gửi lại cho bà toàn bộ số tiền đó để cho chú được thanh thản khi mà về với cõi Phật nha bà. Vậy nay chú đó đã về cõi Phật rồi. Dạ con cũng không biết nữa. Không biết chú đó có ác hay không hay là hiền lành mới về được cõi Phật. Theo bà nhận xét thì chú ấy có xứng đáng để về cõi Phật hay không, hay xuống cõi âm ty? Chú đó chắc là có thể là xứng đáng về cõi Phật rồi. Tại vì chú ở cái nhân nghĩa đạo đức của chú quan trọng. Bà chắc về cõi Phật. Vậy thì bà, nếu mà bà muốn chú được về cõi Phật một cách trọn vẹn thì bà hãy nhận lời của chú ấy trước lúc chú Nguyên qua đời. Nhắm mắt là bà phải nhận cái số tiền đó, chứ tôi không thể nào giữ được nha bố nha. Không được đâu, không dâm thật tình. Nhưng mà phần đó của bà, ngày xưa bà hứa với chú rồi. Bà nói rằng cái này là con cứ giữ đó đi, sau này bà trăm tuổi thì lúc đó, khi bà không còn thì lúc đó là tính. Bà đã hứa với chú rồi. Vâng, hôm đó tôi hứa với chú. Chú đó là ở ngoài cái gốc cây á. Tôi nói là thôi để cái 20 triệu gì đó, chú đó là để giúp người. Không, ở gốc cây đợt đó rồi, sau đó thì không có làm thuốc được. Bởi vì bây giờ thuốc người ta xịt thuốc vô lá không có làm được cho thuốc người uống, cho nên chú đó đã xuống gặp bà một lần rồi và nói rằng sẽ trao lại, giữ lại số tiền đó cho bà, và bà đã đồng ý rồi. Tôi không có nói còn mà đừng nói thêm tôi. Bây giờ số tiền đó thì như thế nào Út ơi? Số tiền đó chú nói với chú đó. Chú đó chết rồi. Thôi bây giờ chú để số tiền đó chú giúp đồng giúp cho tôi. Vậy là chú bảo cũng không thương chú đó rồi. Thương là thương cái thương quý báu chứ. Thì thương chứ thầy chú lời lắm để mình đạo đức thương quý. Vậy thì bây giờ cái ngày mà chú ấy mất là ngày 12 tháng 9 âm lịch. Vậy bà có khi nào nhớ đến ngày đó để bà đám dỗ chú không? Đám dỗ thì cô có biết chú ở đâu mà đám dỗ. Nhưng mà bà có thắp nhang để tưởng nhớ chú không? Tôi có biết chú ở đâu mà tôi thắp nhang. Vậy là trong tâm hồn bà không có chú thân thiện phải không bà? Này cũng nhớ công ơn của chú cực nhọc và giúp tôi những gì tôi cũng nhớ chứ. Tôi thấy chú thân thiện đâu giúp bà được gì đâu. Cái gì mà bà cũng từ chối hết, chú thân thiện đâu giúp được gì đâu bà Út. Này có hai cái bộ cô. Và cái đó là của Mạnh Thường Quân giúp, chú thân thiện chỉ đem đến thôi, chứ chú thân thiện đâu có giúp gì đâu. Thì đó cũng công ơn của chú. Ngoài ra chú thân thiện còn đối xử với bà như thế nào không? Thì đối xử thì rất
thương quý trọng như người cô bác vậy đó. Và bây giờ thì chú ấy đã không còn nữa rồi đó bà ơi. Không còn là không còn cái gì? Chú mất rồi, chết rồi, theo ông hoa bà rồi. Theo đâu theo, chú còn sống chứ theo. Sao bà biết? Biết chứ sao? Đâu bà nói coi, tại sao bà biết? Biết chứ, nhưng chú chưa chết chứ sống. Tại sao bà nghĩ là bà chú chưa chết? Bà nói cho con nghe coi. Tại vì chú sống đến hơn 100 tuổi. Ô, 100 tuổi làm cái gì? Người đã, chú giúp cho bà những người trong hoàn cảnh. Vậy tại sao bà hoàn cảnh khó khăn chú bà chú giúp mà bà không nhận? Tại vì đã có nhận rồi, không nhận nữa. Vậy bà thương chú không? Thương là thương, thương mến, thương quý. Thì đúng rồi, thương mến, tình sâu nghĩa nặng đúng không? Vậy thì bà phải nhận cái số tiền mà chú để lại nha. Ta đi đây, cũng khuya rồi, ta về dưới trời đây. Không, đã cô có nói trước kia rồi. Nhưng mà bây giờ đợt đó là bà có nói rồi là cứ giữ đó, sau này khi mà bà 100 tuổi già chết thì lúc đó thì ai muốn làm sao cũng được, bà nhớ không? Nha bà Út nha. Cái đó là tôi nói về cái thằng nghĩa với bà chủ này, nhưng tôi không có nói chú đó. Vậy là bà không thương chú Thân Thiện rồi? Thương là thương quý mến vậy thôi chứ. Bà thương thì bà phải nhận lời bà Út ơi. Không, vì trước kia tôi có nói, tôi nói một lần thứ nhất thôi sao. Bây giờ bà có muốn gặp lại chú Thân Thiện không? Thì ví dụ nha, chú khỏe mạnh chú đến thì tôi cũng mừng vui, nhưng tôi có biết chú đâu mà tôi gặp. Bà có cầu nguyện cho chú luôn bình an khỏe mạnh không? Thì chú không đến thì chú đến nè, chú kia muốn tôi chúc thì tôi chúc chứ sao không chúc. Rồi gì bà chúc chú đi. Giờ nay là 20 mấy rồi. Nay 25 à, sao? 23. Nay mới 23. Hình như 23 rồi, nay còn 23 nữa. Nay 24, 25 rồi. Bà chúc chú đi. Chúc hả? Tôi chúc chú à. Cũng như xuân sắp về, Tết sắp đến rồi. Năm mới tôi chúc chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, và trên đường nhân nghĩa của chú càng ngày càng cao cả hơn nữa. Chú giàu sang, vinh quang, phú quý vinh quang. Chú sốc ba đêm trường thọ. Mà hình như là chú rất thích ăn cái món mì xào của bà đó, xịt mì xào chay đó. Bà có thể cho chú ăn không? Chú không đến, chú đến nè. Có chú sao? Bây giờ chú mất rồi, sao chú đến được nữa? Chú mất rồi đâu, mất chú còn sống. Chú còn sống. Còn sống chú đâu? Chú tuổi hơn tuổi thọ. Đâu có. Bây giờ nó